Bên mình sẽ giới thiệu anh em mình một cái loa phun đơn 20 năm dựng thành phẩm mà giá hiện nay rất là rẻ rồi anh em nhé. Với bát đây, là bát neo khối từ 74 và côn là côn 76 nhá, dòng nón lõm gần vải hai sóng. HD Audio bát nhá, HD Audio nhập khẩu China 100%. Và phân tần này thì mình dùng phân tần là F2A. Đó, chất lượng rất là tốt. Hai đường tiếng nhá, bát tép. Và tép kèn là 450 nhá, 450 giờ xé ép anh em này. Đấy, neo bi. Bát này. Và tép này. Và vỏ đây, anh em xem vỏ luôn. Đây là cái vỏ mình giới thiệu anh em này, vỏ RMX nhá, vỏ full đây. Thùng vắt cân. Đó, thùng vắt cân. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, nó cao có 52 cm thôi. Cao 52 cm cái vỏ ấy. Anh em nào mà muốn nhỏ mà công suất khỏe như 30 thì mình ghép 2 năm này. Đương nhiên là công suất cũng tương đương với 30 anh em nhé. Còn con 76 nó tương đương nhau. Anh em phải nghe tiếng của nó này. Giá hiện nay thì rất là rẻ rồi, rất là rẻ. Lòng tôi chào em, ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời mình chọn. Đó quý vị các bạn mới nghe tiếng rất là tốt đúng không ạ, rất là tốt. Bát tép đều lên rất là tốt, bát trung tép lên rõ ràng, rất rõ hàng. Anh em phải dùng con này để chơi đa thể loại nhạc bolero, rồi nhạc mạnh, rồi kể cả không lời để chơi được hết, hát karaoke gia đình. Với giá thành bán cho trọn bộ cả bát tép phân tần dựng xong xuôi cả vỏ ấy là 4.500.000 đồng anh em nhé, cả vỏ luôn. Đó. Có anh em mình mua cái bộ ruột này không, nghe không mua vỏ thì là 3.200.000 đồng, mình sẽ bao ship toàn quốc. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp bên mình qua số máy 0904612323 để mình tư vấn và mua bán cho anh em.